Cường không hao trọng đẹp hơn Cường. Đâu ai mẹ hay sao? Nhưng dạ, họ đổi tên Hùng Cường thành là Nhân Sâm của mẹ. Dạ, Nhân Sâm cũng mới rồi đó. Nhân Sâm ngàn năm. Sao? Sao như sao có điều gì muốn nói để chạy đây? Từ đó rồi. Dạ chị á. Chị Sang ơi, chị Sang còn ghé không vô đây chị Sang ơi. Dạ bé Quyền nè, rồi bé Quyền xuống cái chị đầu tiên nè. Mẹ tôi chứ không phải mẹ bà. Mẹ lại con, điệu quá mẹ, già điệu quá. Ê, đừng có nói mẹ con già nha. Trẻ, tươi, hơi lớn tuổi thôi. Ba ta mới đẻ được ba lứa rồi. Trời ơi, hương quả luôn nên hương mi đó trời, không có dùa đâu. Dạ rồi, kính thưa quý vị, ngay từ bây giờ trên tay của chị đẹp lộ, còn có ba vé chó quý vị. Ủng hộ giùm em ba vé cuối em sổ đó quý vị. Rồi, cảm ơn trai đẹp trai nha. Trời ơi, hết vé luôn đi chị ơi. Rồi, kính thưa quý vị, ngay từ bây giờ quý vị đã trở lại ngay trên tay của mấy vị sản phẩm chuẩn bị. Dạ, số mấy chị nam ơi, cô bác có cái chồng này trở lại đây.
kỳ đây, sống kỳ ra, bông kỳ đây, bông kỳ ra, bông kỳ ra, bông kỳ ra, bông kỳ ra, bông kỳ đây, từng bước từng phương thầm, qua mắt đường tiếng trắng. Qua hồi đồng tuyết trắng, dáng phóng xa lên cao. Em biết sự mở con gà quá. 45, 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 rồi dòng lệnh áp chót quý vị ơi, dòng lệnh áp chót buổi tối thì hôm nay luôn nha. Rồi khán giả đang nắng tôi chạy một tiếng bên trên giùm em luôn quý vị. Rồi mã một lần ký hiệu là 3747 có đúng như lời 29 giờ mới kêu qua có một 36 có hai 45 á có ba sao cùng số bốn á. Ok rồi chúc mừng anh ra nha. Rồi hôm nay có nhiều bài chơi nha. Rồi quý vị ơi, dòng lệnh áp chót luôn ngay từ bây giờ nha. Mình đã ghi họ và tên rồi đó, thì ngay từ bây giờ quý vị mình hãy tranh thủ mình có thể là gửi các bạn bấm kéo hoặc là thì mình là tự tay bỏ vào cái thùng thăm này để khi mà mở thử dòng này thì một dòng lượng sau nữa là bắt đầu chương trình bốc thăm trúng thưởng rồi quý vị sẽ bắt đầu là mở thưởng cho quý vị mình nha. Và đặc biệt đêm ngày mai quý vị nào có cái lá vé mà tặng tới vị lá vé tặng bằng ngày hôm qua là ngày thứ năm tặng cho quý vị đó. Thì ngày mai quý vị nhớ đến nha. Đúng rồi, đấy. Quý vị dò. Quý vị mình nhớ đem tới đây nha quý vị nha. Để ngày mai mình dò nhớ quý vị nha. Và đặc biệt là ngày mai khán giả nào chưa có vé đó thì ngày mai vẫn tặng vé cho quý vị mình. Nhưng mà đặc biệt là tất cả các kênh social media tốt với quý vị. Không phải là ngày mai đâu mà hôm nay cũng có thể luôn anh chị. Đúng rồi, mình tặng vé luôn đúng không anh? Tới đây mình mới tặng vé bình thường mà đúng không? Chốt rồi tặng gì nữa cơ. À, ngày mai mình tặng tiếp nha quý vị nha. Rồi kính thưa quý vị, một lần nữa quý vị ơi, tuần này tụi em diễn hai điểm diễn. Một là ở sân khấu C30 Hòa Bình là có đêm thứ bảy và chủ nhật hai đêm tới, cũng như là thứ bảy và chủ nhật hai đêm tới ở tại Bình nhà Dương. Diễn viên Bình Dương, dạ Thủ Dầu Một. Quý vị ai hướng dẫn không, mọi người nhớ cổ vũ cổ động bà con đông đủ tới ủng hộ giùm em chị Ngọc Nhung đó. Bây giờ ví dụ như là bé đó, bé bữa nay không có tặng khán giả mà tặng em được không? Tặng chị chứ em có chồng rồi. Ủa có chồng rồi hả? Rồi em rồi gái. Ủa chị cũng có con rồi chứ bộ. Chị ghê vậy. Chị dễ lần nào chị làm cha đó đúng không? Hai đứa cũng vậy. Nói chứ sao? Bây giờ trước khi chị làm con gái thì chị làm cha tụi nó đúng không? Thấy trong đò thì có hai đứa khùng khùng không? Ai được khùng khùng là ai? Trời ơi con Huệ con Diễm đó. Huệ Diễm nghe rõ không? Trời ơi đó là hai đứa khùng kìa. Cái thời mà chị chưa có mà làm gái đó ta. Là chị là làm con trai thì tụi nó chứ chị bằng ba phải không? Khốn nạn đi chứ chị bằng cha không chứ. Rồi kính thưa quý vị, dòng lời này áo chốt quý vị có tờ là bên trên tay của bây giờ sẽ có chuẩn bị cho số Chị ra, 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 chị
chị đã đợi hình trăm năm. Con số 5, tắm cano con số 5. Con số 5 là con số 5, con số 5, con số 5 mấy gì đây? Số gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây? Số gì đa, mấy gì đa, mấy gì đa? Con thuê quyết ước mơ xe tình kết khi cùng với anh kim động này. Có 3. Số 5. Ồ, chắc chắn là có 4. Sợ